Xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng xi lanh điện của SMC. Trong video đầu tiên này thì Thông sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người tổng quan về hệ thống điều khiển bằng xi lanh điện và những cái đặc điểm của nó. Rồi, ngày hôm nay thì Thông đã chuẩn bị sẵn ở đây cây xi lanh điện. Đây là cây xi lanh Thông sẽ sử dụng demo trong chuỗi video của mình. Đây là xi lanh điện có mã là LEF. Xi lanh điện mình có thể hiểu nó là một cái thiết bị xi lanh mà dẫn động tuyến tính bằng động cơ điện, tức là có động cơ điện tham gia điều khiển trực tiếp cái xi lanh này. Ở đây thì mọi người có thể thấy là Thông tạm chia cái xi lanh này ra thành hai phần. Phần đầu tiên là phần động cơ điều khiển, phần thứ hai là cái phần cơ cấu chấp hành. Thì cơ cấu chấp hành ở đây thì sẽ có nhiều kiểu chuyển động. Ở đây Thông cái mẫu ở đây thì sử dụng cơ cấu dạng chuyển động dạng trượt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái cơ cấu chuyển động kiểu dạng tĩnh tiến, dạng xoay hay là dạng kẹp. Đấy. Rồi, vậy thì nói đến động cơ thì SMC đang sử dụng 3 loại động cơ chính. Loại đầu tiên đó chính là động cơ bước, loại thứ hai là loại DC servo và loại thứ ba là loại AC servo. Mỗi loại động cơ thì sẽ có những cái đặc điểm kỹ thuật và cái phương thức điều khiển khác nhau. Thế thì tùy theo cái ứng dụng mà mọi người sẽ lựa chọn cái động cơ cho phù hợp. Rồi tiếp đến là cái phần cơ cấu truyền động thì sẽ có hai cái hình thức truyền động chính. Một là truyền động bằng hệ thống trục vít, trục vít mè đấy ạ. Và hai là truyền động bằng dây đai. Thì cái mẫu xi lanh điện LF này sẽ là dòng xi lanh mà truyền động bằng trục vít. Thì động cơ sẽ kết nối với cái hệ thống trục vít mè này. Và bên trên này là cái con trượt. Cái con trượt này sẽ chuyển động tĩnh tiến lên xuống đấy, theo chiều quay của động cơ điện. Ngoài ra thì với cái cơ cấu chuyển động bằng dây đai cũng sẽ có những cái đặc điểm khác so với cái cơ cấu bằng vít mè. Ví dụ như là với dây đai thì chúng ta có thể nâng cái hành trình lên rất là dài, có thể lên tới 3 mét, và cho phép cái con trượt này chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số cái hạn chế không bằng được so với cơ cấu vít mè. Với trục vít mè thì sẽ cho phép chúng ta chuyển động chậm hơn nhưng lại cho độ chính xác cao hơn. Ngoài ra thì khả năng mang tải ngang cũng lớn hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó là cái khả năng gá đặt linh hoạt. Ví dụ như cơ cấu chuyển động của vít mè, chúng ta có thể gá đứng hoặc gá ngang rất là linh hoạt. Còn với hệ thống bằng dây beo thì chúng ta không có thể gá đứng được. Đấy, chúng ta chỉ gá ngang thôi. Rồi, vậy thì làm sao để chúng ta có thể điều khiển cái xi lanh điện này? Rồi, ở đây thì chúng ta cần đến một cái bộ controller. Controller này thực chất là một cái hệ thống mạch điều khiển nhá. Hệ thống mạch điều khiển. Thì controller này sẽ được kết nối với cái xi lanh điện thông qua những cái hệ thống dây cáp, cáp kết nối. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cần một cái bộ nguồn. Đấy, bộ nguồn để cấp cho bộ nguồn 24V để cấp cho cái controller này. Thì tùy theo cái động cơ và cái controller chúng ta sẽ cần cái phương thức cấp nguồn khác nhau. Còn với cái controller Thông đã chuẩn bị ở đây thì nó sử dụng nguồn 24V. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần một cái này gọi là cái teaching box. Thì cái thiết bị này chúng ta sẽ không thường thấy ở trong nhà máy, bởi vì phần đây là cái thiết bị mà cấu hình và điều khiển bằng tương đối thủ công và bằng tay trong một số điều kiện mà không sử dụng bằng phần mềm và máy tính được, thì chúng ta mới cần đến thiết bị này thôi. Còn phần lớn thì bây giờ mọi người sẽ điều khiển bằng phần mềm trên máy tính. Thì cái phần mềm đó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh, thiết lập những cái thông số kỹ thuật cho cái xi lanh điện này. Ví dụ như là về vị trí gốc này, về vị trí chạy, rồi lực, rồi tốc độ, gia tốc và rất là nhiều thông số khác. Đấy, chính vì vậy mà xi lanh điện cũng là một cái thiết bị mà tối ưu cho những cái ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao. Ngoài ra là cái khả năng lặp lại vị trí cũng như là dừng lại nhiều vị trí, thì đây là những cái điều mà xi lanh khí nén khó hoặc không thể có thể đáp ứng được. Và nội dung video tiếp theo thì Thông sẽ hướng dẫn mọi người cách tải phần mềm về, cài đặt phần mềm và tiến hành cấu hình điều khiển cho cái xi lanh điện này nhé.